Hello, xin chào các đồng bò đã đến với series Có thật hay không của PUBG Mobile Việt Nam nha. Giờ thì đến với chủ đề đầu tiên của hôm nay nào. Nếu muốn có súng thính thì cứ phi ra đảo hồi sinh, đảm bảo nhiều bắn không hết. Chà, nội dung trong phần bình luận này nghe có vẻ hấp dẫn quá nhỉ. Vậy hãy cùng kiểm chứng xem có đúng là như vậy không nha. Như các bạn đã thấy đó, là chúng ta đã đến và tìm kiếm quanh khu vực đảo hồi sinh rồi. Và rõ ràng là không có gì cả. Nên bình luận này không chuẩn nha. Rõ ràng là một item hiếm và là khởi nguồn cho mọi cuộc tranh chấp thì làm sao mà xuất hiện ở khu vực hoang sơ và không bao giờ nằm trong bo như đảo hồi sinh được, phải không nào? Ok, sau cú lừa súng thính thì đến với nội dung thứ hai nào. Ở khu vực quân sự, trong cái nhà có mấy cái máy ad dùng skill bay lên được bóng đèn, bao cam mạng luôn. Chà, mãi mình cũng tìm ra được cái chỗ mà bạn này mô tả. Để xem nào, bây giờ thì mình sẽ thử dùng kỹ năng khinh công xem có lên được không nha. Ủa, lên được thiệt nè các bạn ơi. Vậy đây là tinh chuẩn rồi nha. Có thể thấy, căn phòng này có trần nhà khá là cao nên khi bước vào sẽ khó bao quát được toàn bộ tầm nhìn. Nên việc đứng lên trên bóng đèn này sẽ cho bạn ưu thế rất lớn khi mai phục đối thủ, rất dễ gây ra yếu tố bất ngờ, cộng một kiến thức bổ ích nha. Bây giờ là nội dung thứ ba của hôm nay, để xem bình luận này viết gì nha. Nếu mà nhảy từ trên cao xuống rồi bật skill trưởng khi đang trên không thì rớt xuống đất sẽ không sao. Nghe là thấy có mùi phi lý rồi đó, thử liền mới biết. Lại là tin không chuẩn rồi. Các bạn vẫn sẽ rớt xuống sau khi thi triển xong kỹ năng này nha. Tuy nhiên thì việc dùng skill trưởng trên không này có thể câu thêm một ít thời gian và cho bạn vị trí bao quát để quan sát, có thể sẽ hữu ích trong một vài trường hợp nào đó nha. Nội dung kế tiếp sẽ là gì đây? Skill trưởng trưởng xuyên tường được á, núp trong nhà bị trưởng sắp mặt luôn. Đúng vậy nha các đồng ơi. Bạn có thể dùng skill trưởng để tấn công vào vị trí ẩn nấp của kẻ thù khi mà kẻ thù núp sau những vách tường mỏng hoặc cái thân cây. Nếu các đồng bò để ý thì phạm vi sát thương của kỹ năng trưởng này sẽ tương ứng với vòng xanh mà kỹ năng này tỏa ra. Do đó, nếu muốn nấp khỏi kỹ năng này thì chỉ cần kiếm những vị trí có tường thật dày và núp sau đó là được nha. Tuy nhiên, đây vẫn là một thông tin rất hữu ích. Tận dụng được điều này sẽ giúp các bạn có những pha tấn công bất ngờ và vô cùng hiệu quả đó. Thông tin cuối cùng đây. Trong khu đảo mà có mấy con vịt, nghe nói đang bắn nhau mà vô mấy cái ghế ngồi thì auto bất tử, đạn bắn không sao. Chà, nghe cái này mới gọi là ảo nè. Cùng check thử xem sao nha. Ô, rõ ràng lại là một cú lừa rồi. Đang bắn nhau mà trốn đi nằm là hiển nhiên không được rồi nha. Ai mà chỉ mấy đồng bo cái này là nghỉ chơi liền. Hại người ta rớt răng không à. Vậy là hôm nay có 5 điều thú vị. Và 2 trong số đó là thật. Còn lại là tin đồn. Nội dung lần này đến đây thôi. Hẹn gặp lại các đồng bo ở số sau nha. Nếu các đồng bo có điều gì thú vị cứ bình luận bên dưới để mình có thể thử nghiệm xem nha. Còn bây giờ thì hãy subscribe kênh và đón chờ những nội dung khác nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Thăng hạng cảm xúc cùng PUBG Mobile. Subscribe ngay, chứa để mãi.